nha, đây là MC Goku. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại hồ bơi Thảo Quốc để chính thức nói lời chào đón tất cả các bạn đang cùng bước vào sân bơi party. Và ngày hôm nay tất cả các bạn cùng khám phá party này cùng với tôi hôm nào, cùng MC của em và cùng khám phá chương trình ngày hôm nay nhé. Let's go. Now let's go, come on. Come on. Và ngày hôm nay thì chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng Monster và CheckerMater chắc chắn sẽ là một đêm hội party với rất là nhiều niềm vui và rất là nhiều cảm xúc dành cho tất cả các bạn đang có mặt tại Biên Hòa hôm nay. Có thấy cái này không? Rất quá luôn. Bây giờ vô, let's go. Là 18 giờ hiện tại tôi đang cùng với Goku đứng gần một em gái rất là xinh đẹp có mặt trong party ngày hôm nay đây. Và hiện tại thì tất cả mọi người bắt đầu đã đến đông đủ rồi và chúng ta đang dần dần bước vào cuộc chơi đêm nay.